Xin chào quý vị và các bạn đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Và hôm nay kênh cũng đến Ô Môn và có ghé chỗ vừa kiển Vi Hoàng và review một số cây bông giấy và một số cây bonsai thành phẩm nha bà con. Rồi chào chú Vi ơi. Dạ mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh Vi Hoàng nhà em giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số loại hoa thông dụng như là bông giấy nè, linh sam, cằn thăng, nguyệt quế, có ổi và mỹ hồng nữa ha cô chú anh chị. Em ở quốc lộ 91 khu vực Thới Chinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Dạ, và đây là cây đầu tiên của cây cảnh Vi Hoàng ngày hôm nay ha quý cô chú anh chị. Này, hôm nay là mã B ha cô chú anh chị. Đây là một cây cằn thăng ha, mã này là mã 1B ạ. Này. Cây này rất là già cây luôn, ở trong chậu cũng lâu ha cô chú anh chị. Cây nó thuần chậu hết rồi. Rồi, cái này là em được một cặp ha, để em đo thông số của cây 1B cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 37 ạ. Tán ngang tương đối là 37 luôn ạ. Tổng tán dài là 75 ạ. Rồi, để em xây ạ. Cây rất là già cây luôn ha cô chú anh chị, cốt cành ra là ấm hết luôn nè. Cốt cành nè cô chú anh chị, nhìn cái cốt nó lớn hơn ngón tay cái của em á, nó được khoảng 7-8 cm luôn á. Đây. Cây ấm tàn hết liền là không hẹo một gì hết à. Này, đây là cằn thăng hết cô chú anh chị. Cây đang cho lọc nữa ạ. À. Này, cái này về mình mua một cặp ha, mình để trước cửa nhà mình ha, rất là đẹp ha, trong vườn. Rồi để em đo quành cũ ạ. À. Quành cũ ha cô chú anh chị, em đo hạo viên gì là khoảng 35 ạ. À. Đây. Quành thăng của cây ha. Quành thăng là khoảng 15 ạ, à. Ngay 15 luôn ạ. À. Đây, cô chú anh chị nhìn cái dàn xương của cây ha. Đây. Cây liền lạc hết luôn á cô chú anh chị, không có thẹo một gì hết ha. Nguyên một cái củ đặc luôn nè. Cái đường cong nó cũng đẹp nè. Rồi. Rồi đây là mã 1B ha, một cây cằn thăng, một củ cằn thăng ha. Em bao ship toàn quốc với giá là 2,5 triệu à. Cái chậu này chậu xi măng em ship chậu luôn đi ha cô chú anh chị. Cái về cô chú anh chị không thích thì sang chậu đẹp hơn ha. Dạ rồi, em xuống cây ạ. À. Đây là mã 2B ha, cũng là một cây cằn thăng ha. Cây lớn ha, già. Cây rất là già cây luôn. Cây này nuôi lâu lắm nó mới được như vậy ha cô chú anh chị. Đây em cũng xây rồi, em đo thông số cho mình tham khảo à. Hai cái cây này cái giọng nó giống nhau cô chú anh chị ơi. Rồi, cây này có chiều cao là khoảng 33 ạ. À. Tổng tán dài của cây là khoảng 74 ạ. À. Tán ngang tương đối là 38 ạ. À. Cô chú anh chị nhìn ha, cây nào cốt cành nó cũng già hết ạ. À. Đây, cằn thăng ha. Cằn cù thăng tiến ạ. À. Rồi. Em xây rồi em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Rồi để em đo quành cũ cây này ạ. À. Cây có đế nhiều lắm á cô chú anh chị. Cây này có quành cũ là khoảng 36 luôn ha cô chú anh chị. Đây, đo hạo vô đây là khoảng 34 nè. Đo dính ngoài đây. Rồi. Cái quành thăng cây này thì khoảng 13 ạ. À. Đây. Rồi cây này hai mã 2B giá bao ship toàn quốc là 2,3 triệu hả cô chú anh chị. Em ship chậu luôn ạ. À. Mấy cái rêu này là nó sống hết hả cô chú anh chị. Trồng lâu lắm rồi. Rêu nè. 2,3 triệu hả cô chú anh chị. Mã 2B ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 3B hả cô chú anh chị. Em có một cây, cái này là mai chiếu thủy trung nu ạ. À. Cây đang cho hoa rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để em đo thông số ạ. À. Mã này là mã 3B ạ. À. Cây này có chiều cao là khoảng 23 ạ. À. Cây tàn xương ấm mịn hết rồi. À, tổng tán dài là 59 ạ. À. Tán ngang tương đối là 41 ạ. À. Cây mai chiếu thủy trung nu ha. Hoa nó chùm luôn, hoa nó thơm lắm đó cô chú anh chị. Đây. Cái này về cô chú anh chị sang cái chậu ha, sang chậu đẹp á, nhìn cây nó đẹp hơn ha. Cái chậu này thì nó không có phù hợp với cái cây lắm. Để em đo tổng cái hoành đế của cái cây cho cô chú anh chị tham khảo ha. Tổng hoành đế là khoảng 39 nè. À. Đây. Rồi, em đo ngay cái thân này nè, em đo nhiều chi tiết cho mình tham khảo ạ. À. Rồi, cái hoành thân là khoảng 26 ạ. À. Em nghiêng luôn cho mình xem dàn xương ha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị nhìn nè ha, cây rất là già cây luôn, dàn xương cứng ngắc hết rồi. Cây nó bị chấp da ngay chỗ này hả cô chú anh chị. Đây,
Này, đây nè, dạ, bị lỗ mà nó xăm cứng hết rồi, xử lý rồi xong hết, không có bị gì hết, cứng ngắc luôn. Đây, chỉ có một chỗ này duy nhất thôi ạ. Đây, cây rất là đẹp luôn. Rồi mã 3B ha, em bao ship toàn quốc với giá là 1,5 triệu ạ. Khi ship thì em không có ship chậu hết cô chú anh chị, em bó bầu cho cây nó đi an toàn hơn ạ. Rồi em xuống cây ạ, mai chú thủy trung nu hết cô chú anh chị. 3B 1,5 triệu ạ. Rồi mã 4B ha cô chú anh chị, em có một cây seri ha. Đây. Cây này thì đang cho bông rất là nhiều luôn á. Cái này về cô chú anh chị sang vô cái chậu đẹp ha, để có bông có trái mình chơi Tết ha. Rồi. Seri miền Tây á, có trái ăn chua chua. Trái sống thì nó màu xanh, trái chín thì nó màu đỏ anh. Rồi cây này có chiều cao là khoảng 32 ạ. Cây này đang có bông rất là nhiều ạ. Tổng tán dài là 65 ạ. Tán ngang tương đối là khoảng 50 ạ. Đây nè, cây đang cho hoa rất là nhiều luôn á. Ở đây nữa. Này. Cái cây này là đang cho hoa nè, mô mốt là nó sẽ đậu trái nhiều lắm đó cô chú anh chị ơi. Rồi em xây nha. Cốt cành thì cây cũng lớn hết rồi. Rồi, để em đo cái hoành thân của cái cây ha. Hoành thân của cái cây là khoảng 16 ạ. Đây. Cây có đế nơm lên nhìn rất là quái ạ. Đây, hoành đế là khoảng 29 ha cô chú anh chị. Đây. Rồi mã 4B ha, một cây seri em bao ship toàn quốc với giá là 2,3 triệu ạ. Đây, cái nào cô chú anh chị không gõ thì liên hệ số điện thoại của em để em hỗ trợ chụp hình cho mình gõ ạ. Rồi em xuống cây ạ. Mã 5B ha cô chú anh chị, em có một cây trang vàng ha, trang vàng lá nhỏ ạ. Cây thì đang cho hoa luôn ạ. Cây này nó già lắm rồi cô chú anh chị, được trồng trong cái này cũng lâu lắm rồi. Đây. Rồi để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 33 ạ. Tổng tán dài là khoảng 35 ạ. Đây, cây đang cho hoa nè, có trái luôn á cô chú anh chị. Cái này là trang vàng lá nhỏ ạ. Đây. Rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân của cây là khoảng 16 ha cô chú anh chị. Đây. Cây này có đế ở đây nè cô chú anh chị ơi, mình tại mình trồng lâu quá rồi cái nó lip rêu lên hết, em không đo được chứ cây này có đế nở luôn ạ. Mã 5B ha, em bao ship toàn quốc với giá là 1,4 triệu ha. Khi ship thì em ship cả chậu gì cho mình ha. Rồi em xuống cây ạ. Rồi em lên tiếp là linh sam ha cô chú anh chị, linh sam song hình ha. Bữa nay em cũng có khoảng 10 cây linh sam song hình ha. Đây em xây rồi em đo thông số cho mình ha. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau ạ. Cây thì cốt cành già, giá thì cũng bình dân ha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. Tổng tán dài là khoảng 49 ạ. Tán ngang tương đối là 34 ạ. Cây đang cho chân hoa luôn ha. Cốt cành nuôi cắt giật không mà nên cốt cành nó rất là lớn ạ. Cỡ bằng ngón tay cái của em có ha. Đây. Rồi em đo hoành thân ha. Em đo sát ở dưới đây ha cô chú anh chị là được khoảng 24 ha. Rồi em đo ngay chỗ này thì được khoảng 18 ạ. Mã 6B ha, 800.000 em bao ship toàn quốc ha, linh sam song hình ha. Cây nó thuần chậu hết rồi. Rồi để em nghiêng cho mình xem cái dàn xương của cây ha. Đây. Cô chú anh chị nhìn nè, cốt cành nó lớn bằng ngón tay cái của em nữa ha. Đây. 6B ha, 800.000. Rồi em xuống cây ạ. Cái này 7B ha. Cây này thì 850.000 ha, cũng là linh sam song hình ạ. Rồi em đo thông số ha. Cây này có chiều cao là 32 ạ. Tổng tán dài là 52 ạ. Cây nào cũng đang có chân hoa nhiều lắm á cô chú anh chị. Lá nó già nó đậm hết luôn rồi. Cái này về mình làm qua bông Tết là được hết rồi hả cô chú anh chị. Đây. Rồi em đo hoành thân ha. Hoành thân cây này là gần 21, em tính 20 đi hả cô chú anh chị. Đây. Cây này thì 850.000 em bao ship ha. Linh sam song hình ha. Em cũng nghiêng cho mình xem dàn xương của cây ha. Đây. Cây nào cốt cành nó cũng già hết ạ. Rồi 7B 850.000 ạ. Rồi em xuống cây hết cô chú anh chị. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì liên hệ số điện thoại của em ha, là 0939081082. Đấy cũng là số Zalo của em ạ. Em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình gõ ạ. Mã này mã 8B 800.000 ạ. Cây này có chiều cao là 33 ạ. Tổng tán dài là 47 ạ. Đây. Cây nào cốt cành cũng rất là lớn hết hết cô chú anh chị. Lô này nuôi cắt giật cành ha. Khoảng 2-3 mùa nên nó mới được như vậy á cô chú anh chị ơi. Rồi cây này có hoành thân là 20 hết cô chú anh chị. Cây này là 8B 800.000 em bao ship luôn ạ. Cây nhà em bán đều bao ship và bao sống cho mình hết nên cô chú anh chị yên tâm đi ha. Ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xuống cây hết cô chú anh chị.
Rồi mã 9B ạ. À, cũng là linh sam song hình ha. Cây này thì 750.000đ ạ. Đây, cây này rất tàn rất là mịn luôn rồi. Cây này có chiều cao là khoảng 37 ạ. Tổng tán dài là khoảng 59 ạ. Đây. Cây này đang có hoa luôn ạ. Đây. Rồi để em đo hoành thân cho mình ha. Hoành thân cây này là khoảng 15 hết cô chú anh chị. 9B 750.000 em bao ship ha. Đây cốt cành lớn hết hết cô chú anh chị. Cây thân nó nhỏ nhưng mà cốt cành nó rất là lớn ạ. Rồi 9B 750.000 em xuống cây ạ. Đây. Tiếp theo là cây 10B ha. Cây này thì 800.000 ha. Cũng là linh sam song hình hết cô chú anh chị. Những cây linh sam này trong quá trình ship anh em xin phép được ép tàn chút hết cô chú anh chị. Về cô chú anh chị nó nới ra giùm em ha, tại vì nó có kẽm nó không có bị gãy đâu ạ. À, cây này thì có chiều cao là khoảng 52 ạ. À, tổng tán dài gì là 59 ạ. À, em xây cho mình rồi em đo cái hoành thân ha. Đây cây này thì phong nó cao hơn những cây nãy ạ. À, đây cây nào cũng rất là già cây ha, đang có chân hoa không ha. Rồi cây này có hoành thân em đo sát ở dưới đây là 25 hết cô chú anh chị. Đo ngay chỗ nhỏ đây là khoảng 19 ạ. À, cây này 10B 800.000 em bao ship ạ. À, đây cây này đẹp đó cô chú anh chị ơi, cây nào cốt cành cũng già hết nhìn nè ha. Rồi em xuống cây hết cô chú anh chị. 10B 800.000 ạ. À, đây đây là 11B ạ. À, linh sam song hình, cái này lá rí hết cô chú anh chị, lá nó nhỏ hơn ạ. À, cây này thì 700.000 ạ. À, đây mà cây này có chiều cao là khoảng 35 ạ. À, tổng tán dài là 50 ạ. À, mã này là mã 11B hết cô chú anh chị, 700.000 em bao ship luôn ạ. À, linh sam song hình lá gí ạ. À, có một cây duy nhất của clip ngày hôm nay ha. Cây này có hoành thân đo ngay đây là 18 hết cô chú anh chị. Đây. Đo sát đế dưới đây là khoảng 30 ạ. À, đây. Rồi em nghiêng cho mình xem dàn xương luôn. Cây nào cốt cành cũng già hết. 11B 700.000 linh sam song hình lá gí ạ. À, rồi em xuống cây luôn. Cây này 12B 850.000 ha, linh sam song hình ha cô chú anh chị. Cây này cốt cành rất là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để em đo thông số ạ. À, cây này có chiều cao là 42 ạ. À, tổng tán dài là 56 ạ. À, cây này rất là đẹp với cô chú anh chị. Cốt cành thì khỏi phải nói luôn, mập ốm. Rồi. Rồi để em đo cái hoành thân cho mình ha. Hoành thân em đo sát đế là khoảng 23 hết cô chú anh chị. Đây. 12B 850.000 em bao ship ha. Đây, linh sam song hình ạ. À, rồi em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Cái nào không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha, để em hỗ trợ chụp hình cho mình gõ ạ. À, 13B cây này thì 800.000 em bao ship ạ. À, cũng là linh sam song hình ạ. À, rồi để em đo thông số ạ. À, cây này thì cao khoảng 30 ạ. À, tổng tán dài là 49 ạ. À, cây này là cây nào cốt cành nó cũng già hết trơn, mỗi cây có dáng thế khác nhau ha. Cô chú anh chị thích dáng nào thì liên hệ số điện thoại của em ha. Giá thì cũng 700, 800, 900. Rồi cây này 13B là 800.000 ha cô chú anh chị. Để em đo hoành thân ha. Hoành thân cây này thì là khoảng 24 ha. Em nghiêng cho mình xem dàn xương luôn ạ. À, đây. 13B 800.000 ha. Rồi em xuống cây hết cô chú anh chị. Đây 14B 750.000 luôn cô chú anh chị ơi, linh sam song hình ạ. À, rồi cây này có chiều cao là khoảng 28 ạ. À, tổng tán dài là 44 ạ. À, cái này là cây nó già dữ lắm mà hết cô chú anh chị, lá nó đậm màu luôn rồi đó. Cái này về là ngay Tết luôn ạ. À, rồi cây này có hoành thân là 19 hết cô chú anh chị. Đây có cái dáng nằm ha, em đo chiều dài dáng nằm là khoảng 15 ạ. À, đây. Cây nào cũng đang có chân hoa hết ạ. À, 14B 750.000 ha. Rồi em cũng nghiêng cho mình xem dàn xương của cây ha. Đây. Rồi em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Đây. 15B hết cô chú anh chị, cây này cũng là 750.000 ha. Rồi. Cây này có chiều cao là khoảng 32 ạ. À, tổng tán dài là 55 ạ. À, linh sam song hình hết cô chú anh chị, bữa nay em được khoảng 10 cây ha. Cây nào cốt cành nó cũng lớn hết ạ. À, rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân cây này là được khoảng 22 hết cô chú anh chị. Đây rồi em cũng nghiêng cho mình xem dàn xương luôn nè ha.
Đó, cô chú anh chị nhìn nha, cây thì được vô 2-3 nước dây hết luôn ha. 15B 750.000 em bao ship ạ. Rồi em xuống cây hết cô chú anh chị. Rồi hết linh sam rồi em lên nguyệt quế hết cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, 16B ạ. Rồi em xay rồi em đo thân số cho mình ha. Đây, cây này có chiều cao là khoảng 41 ạ. Tổng tán dài là 55 ạ. Đây, rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân của cây nguyệt quế là khoảng 23 hết cô chú anh chị. Cây này có đế luôn, em nghiêng cho mình xem dàn xương ha. Đây, đây là nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây đang cho trái rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Nó già quá già cho trái. Đây là 16B ha, 900.000 em bao ship ha. Khi ship em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Cây này đế rất là đều ạ. Rồi em xuống cây ạ. Rồi cây này là 17B hả cô chú anh chị, cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Đây, rồi để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 50 ạ. Tổng tán dài là 70 ha. Cây đang cho hoa rất là nhiều luôn á cô chú anh chị ơi. Đây, rồi để em xây cho mình ha. Đây, cây đang cho hoa với cho lọc rất là nhiều luôn ạ. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Hoa nguyệt quế thì cô chú anh chị biết rồi, nó rất là thơm ạ. Rồi để em đo hoành thân ha. Hoành thân cây này là 19 nha cô chú anh chị. Đây là mã 17B 1.1.000 em bao ship ha. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Và khi ship thì em không có ship chậu ạ. Em nghiêng cho mình xem dàn xương luôn ha cô chú anh chị. Đây, cốt cành lớn. Rồi 17B 1.1.000 ạ. Rồi em xuống cây ha cô chú anh chị. 18 hết nguyệt quế rồi em lên ổi nha cô chú anh chị. Bữa nay em có cây ăn trái là cây ổi ha. Cây này là cây ổi ruby nha cô chú anh chị. Ổi ruột đỏ ha. Đây ruột đỏ không có hạt luôn á, ăn rất là ngọt đó cô chú anh chị ơi. Để em đo chiều cao ha. Chiều cao của cây ổi là khoảng 110 ạ. Tổng tán ngang là khoảng 100 đó cô chú anh chị. Cây hiện đang cho 3 trái. Cái trái này nó rất là già luôn á cô chú anh chị, mà trong quá trình ship á nó có thể rụng, cô chú anh chị thông cảm giùm em ha. Đây, ổi ruột đỏ ạ. Đây bên đây cũng có trái nè. Đây, rồi cây đang cho bông hết cô chú anh chị. Ổi thì rất là dễ làm trái luôn nè. Cây đang cho bông nữa nè. Về cô chú anh chị chỉ cần cắt đọt ha, cái nó ra lá non nó sẽ tự tạo bông luôn ạ. Đây, 18B hả cô chú anh chị. Cây này thì 450.000 em bao ship ạ. Ổi ruby nghe cô chú anh chị. Cây này có hoành thân là 13 ha. Đây, cây thuần chậu hết rồi nên cô chú anh chị an tâm đi ạ. Rồi em xuống cây ha. Cây này 19B ha, cũng là ổi ruby ha. Bữa nay em được một cặp hả cô chú anh chị. Đây, rồi để em đo thông số ạ. Cây này thì cao là 100 ạ. Tổng tán ngang là 72 hả cô chú anh chị. Cây cũng đang cho trái luôn nè. Đây là ổi ruby ha. Cái ổi này cái ruột nó đỏ cô chú anh chị ơi. Ăn nó rất là ngọt và nó không có hạt luôn ạ. Đây, rồi để em đo hoành thân ha. Hoành thân cây này thì được khoảng 8 hả cô chú anh chị. Đây, cây này thì 500.000 em bao ship ha. Tiền ship cây này nhiều lắm hả cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. À, cây thuần chậu hết ạ. À, rồi em lên Mỹ Hồng nha cô chú anh chị. Đây là trang Mỹ Hồng ha. Cây thuần chậu hết nên cô chú anh chị an tâm đi, về chỉ cần sang chậu là chơi Tết thôi ạ. À, rồi em đo chiều cao ạ. À, cây có chiều cao là khoảng 1m2 ạ. À, tổng tán ngang tương đối là 1m nha cô chú anh chị. Đây, cây đang có chân hoa rất là nhiều luôn ạ. À, đây, đây là bông Mỹ Hồng nha cô chú anh chị. Cây thần chậu hết ạ. À, em xây à, tán tròn đều đẹp ạ. À, cây thoát thân cao ha cô chú anh chị. Về mình trồng vô cái chậu đẹp cây sẽ đẹp hơn ạ. À, em đo thoát thân ha. Cây có thoát thân là khoảng 47 ạ. À, rồi em đo hoành thân ạ. À, cây có hoành thân là 8 nha cô chú anh chị. Rồi cây này là 500.000 em bao ship luôn ạ. À, 20B ha. 500.000 em bao ship ạ. À, rồi em xuống cây ạ. À, cây này là 21B ha. Cây này thì 450.000 em bao ship ạ. À, đây cũng là trang Mỹ Hồng ha. Bữa nay em được 4 cây ạ. À, cây đều là thuần chậu hết ạ. À, cây có chiều cao cũng là 1m2 ạ. À, tán ngang cây này thì là 90 ạ. À, cây đang có nụ rất là nhiều luôn.
Đây, rồi để em xay ha. Cây này đang cho hoa chết luôn á cô chú anh chị, nụ rất nhiều luôn á. Rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân cây này thì khoảng 7 nha cô chú anh chị. Rồi, cây này thì 450.000 em bao ship ạ. 21B ha. Rồi em xuống cây ạ. Rồi cây này là 22B ha cô chú anh chị. Đây. Cây này nó có chiều cao là cũng khoảng 1m2 ha, tán ngang cũng là 1m ha, hoành thân thì khoảng 8 ha cô chú anh chị. Cây này thì 500.000 em bao ship luôn ha. Cô chú anh chị mua một cặp em bớt tiền luôn ạ. Đây, cây thường chậu hết ạ. Cây đang cho hoa rất là nhiều ha cô chú anh chị. Đây. Cao 1m2 ha, tán ngang thì khoảng 1m ạ, hoành thân thì khoảng 8 ạ. Rồi, mỹ hồng ha cô chú anh chị, cây này thì 500.000 em bao ship ạ. Đây. Tại vì cái này nó một lô nên kích thước chiều cao nó cũng tương tự không hết cô chú anh chị. Cây thì thuần chậu hết ạ. Rồi em xuống cây đi hết cô chú anh chị. Rồi mã này là mã 23B ha. Cây này thì 450.000 ha. Cây cũng là cao 1m2 ha. Tán ngang thì khoảng 90 ha cô chú anh chị. Hoành thân thì khoảng 7 ha. Cây này thì 450.000 em bao ship ạ. Đây, đây là mỹ hồng luôn hết cô chú anh chị. Cây thuần chậu hết ạ, một cốt hất thân cao không ạ. Đây, cây đang cho hoa hết ha, và còn nụ nữa ạ. Cái này về cô chú anh chị sang chậu cái mình để chân Tết là được hết rồi ha cô chú anh chị. Đây, cây toàn là cây một cốt không ạ. Hoành thân thì khoảng 7 ha. Đây. Rồi em xuống cây ha. Cây này 23 450.000 ạ. Hết trang mỹ hồng rồi, bữa nay em có một lô bông giấy ha cô chú anh chị. Cái này là gốc Mỹ ha, gốc Mỹ gốc Thái ạ. Thái năm màu ha cô chú anh chị. Đây, gốc toàn là gốc bonsai không hé cô chú anh chị. Đây, em xây rồi em đo thông số cho mình ha. Mà hiện tại thì nó lên được có 3 màu thôi hé cô chú anh chị. Đây là ngũ sắc ha, thái ngũ sắc 5 màu ha. Mà cây thì đang lên được 3 màu. Cây, những cây này là em làm hoa Tết nha. Cây có chiều cao là khoảng 92 ạ. Tán ngang tương đối là khoảng 65 ạ. Đây là ba màu hết cô chú anh chị, đây là màu trắng quắc hồng ha, đây là màu vàng ha, rồi đây là màu hồng ha. Đây, rồi cái màu nguyên thủy của nó đây là cái màu bông giấy rin ha. Đây là giấy Mỹ rin nè. Rồi, cây này hiện tại là được 4 màu rồi đó. Rồi 24B 950.000 em bao ship hết cô chú anh chị. Cây là cũ bonsai không á. Em đo hoành thân ha. Hoành thân là khoảng 16 ha. Rồi em đo hoành cũ cho mình tham khảo hết cô chú anh chị. Đây, quỳnh cũ em đo ngay chỗ lớn gì là khoảng 48 nha cô chú anh chị. Đây nè, 48 nha. Cũ không có dẹo một gì hết ha. Cũ bonsai nha cô chú anh chị. Rồi, cây này là 24B 950.000 em bao ship, ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị ha. Bông giấy thì cô chú anh chị biết ha, trong quá trình ship nó có thể rụng một ít lá, một ít bông ha. Nhưng mà cái này em làm qua Tết nên về cô chú anh chị yên tâm ha, nó sẽ có bông trong dịp Tết này ạ. Rồi, em xuống cây ạ. Tiếp theo là mã 25B ha. Bữa nay em được 6 cây tương tự như gì hả cô chú anh chị. Đây, em cũng đo chiều cao cho mình ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 90 ạ. Tổng tán ngang hả cô chú anh chị là khoảng 72 ạ. Đây là những cái nụ hoa này nè cô chú anh chị, nó sẽ nở trong dịp Tết này ha. Đây cũng là bông giấy ghim ghép thái ngũ sắc 5 màu ha. Hiện giờ thì nó cũng được lên cũng có 3 màu thôi hả cô chú anh chị. Đây, 25B ha, 950.000 luôn ạ. Rồi để em đo hoành thân ha. Hoành thân cây này thì 15 ha cô, gần 15 em tính 14 đi cô chú anh chị ơi. Em đo hoành cũ ha. Hoành cũ mà đo ngay chỗ lớn như gì ha là được khoảng 40 ha. Cũ nào nó cũng đẹp hết ha, cũ nơm hết ha. Rồi, không có một thẹo chỗ nào hết luôn ạ. Đây, cây này thì 950.000 25B ha cô chú anh chị, em cũng ship toàn quốc và ship luôn cả chậu ạ. Rồi em xuống cây ạ. Rồi mã 26B ha, cũng 950.000 luôn ha, cũng là bông giấy Mỹ ghép ngũ sắc 5 màu ạ. Rồi. Cây này có chiều cao là khoảng 90 ạ. Tán ngang tương đối là 90 luôn ha cô chú anh chị. Cây này cũng hiện tại lên được 3 màu thôi ạ. Là màu hồng, màu vàng và màu trắng phớt hồng ạ. Đây. Những cây này là em làm bông Tết không ha. Những cây mà tàn nó nhỏ nhỏ cô chú anh chị, tại vì nó chưa có ra bông nhiều ha. Chứ những cây đó là Tết là nó sẽ xum xê á.
Rồi để em đo hoành thân cây này hả cô chú anh chị. Hoành thân cây này là 16 hả cô chú anh chị. Rồi cây nào cũng có củ anh nè. Cái hoành củ nôm lên gì ha là khoảng 20 ha, chiều dài của cái nôm ha. Rồi 26B ha, cây này cũng 950 ngàn em bao ship ha. Củ rất là đẹp nha cô chú anh chị, củ bonsai không ha, lùn không ha. Rồi em xuống cây ạ. Rồi mã 27B ha cô chú anh chị. Cây này thì 900 ngàn em bao ship ạ. Đây cũng là bông giấy Mỹ ghép ngũ sắc 5 màu ạ. Rồi cây thì có chiều cao là khoảng 90 ạ. Tổng tán dài là khoảng 75 ạ. Đây. Cây đang cho nụ rất là nhiều hết cô chú anh chị. Đây. Lên được 3 màu hết rồi cô chú anh chị ơi. Đây. Rồi để em đo hoành thân ha. Hoành thân cây này là khoảng 14 hết cô chú anh chị. Rồi. Cái chiều dài của nôm là khoảng 1 gang tay em ha. Cây nào cũng có củ đế nôm lên hết nha. Cây này 27B 900 ngàn em bao ship ha. Đây được màu green của nó nữa nè cô chú anh chị, là lên được 4 màu ha. Rồi em xuống cây ạ. Đây. Đây là 28B ha, cũng là bông giấy Mỹ ghép ngũ sắc ha cô chú anh chị. Cây này thì 900 ngàn luôn ạ. Cây này có chiều cao là được khoảng 87 ạ. Tổng tán dài đây là khoảng 74 ạ. Đây. Cây này là đang nụ nụ để cho hoa Tết hả cô chú anh chị. Đây. Cây này là làm bông Tết ạ. Rồi để em đo hoành thân ha. Hoành thân của cây thì cũng nằm khoảng 14 15 hả cô chú anh chị. Cây này thì được gần 15 em tính 14 nha. Nè em đo nguyên cái hoành cũ của cây này cho cô chú anh chị tham khảo ha. Nguyên hoành cũ cây này là khoảng 50 hả cô chú anh chị. 52 luôn ạ. Rồi. Cây này là mã 28B 900 ngàn em bao ship ha. Đây. Củ rất là đẹp luôn ạ. Rồi em xuống cây ạ. Đây. Đây là mã 29B ha. Cây này cũng 900 ngàn em bao ship ha. Cũng là bông giấy Mỹ ghép ngũ sắc 5 màu hết cô chú anh chị. Cái này về mình mua, mình để trong nhà đón Tết là được hết rồi hết cô chú anh chị. Rồi cây có chiều cao là khoảng 95 ạ. Tổng tán dài đây là khoảng 90 hết cô chú anh chị. Cây nó đang cho chân hoa rất là nhiều luôn ạ. Đây. Bông giấy trong quá trình ship thì hầm á cô chú anh chị nó sẽ bị rụng một ít lá ha. Ít bông nên cô chú anh chị ăn, nhưng mà cô chú anh chị an tâm đi, về nó khỏe mạnh bình thường ạ. Cây này có hoành thân là gần 19 em tính 18 đi hết cô chú anh chị. Đây. Đây nè em đo cái hoành cũ cho mình ha, hoành cũ là khoảng 36 hết cô chú anh chị. Cái cũ này rất là đẹp luôn ạ. 29B ha. 900 ngàn em bao ship luôn hết cô chú anh chị. Đây, đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh Huy Hoàng ngày hôm nay ha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị xa gần đã ủng hộ cây nhà em trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn lại clip sau ạ.